Hey, xin chào các bạn. Nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại sản phẩm có thể nó rất là đơn giản nhưng các bạn ít để ý. Đó chính là miếng lót chuồng ngang. Các bạn có biết là tại sao mà nhiều bạn cứ hỏi là về nhà thấy mấy bé này ở trong lồng sắt rất là ít hoạt động, chỉ nằm một chỗ không? Nguyên nhân là từ các cái chân lồng sắt này, nếu không có miếng lót này, các bé đi trực tiếp sẽ rất là đông. Khi mình lót cái miếng này vô, thấy các bé rất là tung tăng thoải mái, các bé không còn đau nữa, nó rất là êm. Cái miếng này thì gồm kích thước size của nó là khoảng 10-20, nó có các cái điểm mình có thể kết nối lại thành nguyên một mảng to luôn. Đây nó sẽ được gắn như nhau, các bạn sẽ thấy đó, thành nguyên một miếng dài luôn như cái lồng bên này. Các bạn hãy chú ý nhé, những vấn đề rất là nhỏ nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của các bé bọ hay thỏ. Đây, các chân lồng sắt. Cái miếng lưới này nó có cái lỗ to, có thể thoát nước tiểu và phân nghị của các bé. Thỉnh thoảng các bạn có thể lấy ra làm vệ sinh được nhé. Rất đơn giản. Đây là bè bày mẫu của shop, để chăm sóc rất là kỹ. Thì có à, nó thích hợp với tất cả các loại chuồng sắt lồng lưới nha các bạn. Đây có 3 màu dễ cho các bạn lựa. Cái đến bé chồn mình cũng đã lót rồi, chồn rất hoạt động hơn, nhưng lót rất là thích, đỡ đau chân. Tất cả các bé đều có thể bị đau chân trên lồng sắt. Thấy các bé thỏ không, nó thích nằm bên cái chỗ có miếng thảm hơn là không có. Nhím cũng vậy, các bạn có thể nuôi nhím bằng cái lồng sóc hay lồng thỏ bò đều được, nhưng nhớ có miếng lót chứ không nữa sẽ cứ trốn trong nhà ngủ. Mình vừa mới bỏ cái miếng này vô thôi là một bé nó chạy ra chơi. Hãy chú ý đến các bé nha, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy chơi đi mấy con. Ngoài ra thì còn có thể giới thiệu các bạn một cái khay này nữa. Thường thường cái lồng sóc hay lồng thỏ bò các bạn mua về nó sẽ cho một cái khay nhỏ, nhưng mà hơi bất tiện là vì thỏ và bò nó hay tái ị văng ra ngoài, nên mình đã phải tự đi tìm trên thị trường. Cái khay này có thể mua ngoài mấy tiệm đồ nhựa, hoặc có thể tới đến với World Pet Shop, các bạn có thể mua cái khay này rất là tiện lợi, rất cao, tái ị trực tiếp các bạn cứ đi đổ rất là nhanh đó. Mình đã phải chế lại rồi là độ lại các lồng nữa, bạn nhớ nhé. Hãy mua các miếng này cho bé, hãy chăm sóc các bé từ bàn chân, nơi mà các bé phải di chuyển hàng ngày, nó sẽ nổi đau rất là đau nếu các bé đi trực tiếp trên lồng sắt này không có miếng lót. Hãy theo dõi kênh YouTube của Pet Shop để xem thêm các clip về bé và hướng dẫn cách chăm sóc các bé nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye. Bye bye mấy baby đi nào. Không con. Bye.